Chào các bạn đã trở lại với Khải Toàn. Chủ đề hôm nay nói về các thuật số luận mệnh. Tôi sẽ nêu vài thuật số xem mệnh. Vậy thuật số nào có tính chính xác cao nhất? Ví dụ 1. Mệnh theo năm sinh hay còn gọi là niên mạng. Ví dụ sinh năm 90-91 thuộc thổ, 94-95 thuộc hỏa, 96-97 thuộc thủy, 98-99 thuộc thổ, 2000-2001 thuộc kim. Tính theo cách này thì tỷ lệ trùng nhiều vô kể. Ví dụ 2, lấy 12 tiêu sinh để luận mệnh. Ví dụ thành phố có 18 triệu dân thì 150.000 người chung một mệnh bàn càng không thể chính xác. Ví dụ 3, Bát Trạch dùng phương pháp Đông Tây Tứ Mệnh Hợp Môn, tổng cộng có 4 nhóm, độ tin cậy càng không đáng tin. Ví dụ 4, Tử vi đẩu số lấy 60 giáp tý nhân 12 tháng nhân 12 cung vị nhân cho 12 giờ. Thành phố có 18 triệu dân thì 174 người có chung một mệnh, tỷ lệ trùng khá là thấp. Với ví dụ 5, bát tự tử bình 60 giáp tý nhân cho 12 tháng nhân cho 12 cung vị nhân cho 12 giờ. Nếu thành phố có 18 triệu dân thì 32 người có chung một mệnh, nhưng cho cả nam lẫn nữ còn lại 16 người, tỷ lệ trùng cũng rất là thấp. Vì vậy, tử vi đẩu số và bát tự tứ trụ là hai thuật số có tính chính xác khá là cao. Hai thuật số này xét cả năm, tháng, ngày, giờ sinh kèm giới tính và đại vận, tức xét rất là nhiều yếu tố hợp thành. Giới thiệu thêm với các bạn, cung sanh hay còn gọi là cung ký là thuật xem vợ chồng. Cung xương là thuật xem về sự giàu nghèo. Xét cho cùng, không nên quá lo lắng về lá số của mình. Muốn vận tốt nên cải thiện tâm trí và môi trường sinh sống, thân tâm tịnh tặng, vạn sự ắt sẽ thành. Mọi người thắc mắc dụng thần là gì? Dụng thần là một thuật ngữ dùng trong xem mệnh lý bát tự tử bình, hay còn gọi thuật số bát tự. Khác với tử vi thiên về số, tử bình thiên về khí. Vì vậy mọi lập luận dựa trên sự am hiểu về khí. Tính chính xác khá cao của hai thuật số tử vi và bát tự, phần còn lại do người thầy có kinh nghiệm và đức độ xét tổng thể một lá số. Ví dụ thấy mật mã tai họa với mệnh chủ hoặc người thân của họ cũng đừng vội phán đoán. Luận về tai họa khiến tâm trí gia chủ nhiều bất an, người thầy có đức độ sẽ nói những gì phù hợp với hoàn cảnh của gia chủ. Từ ngày, tháng, năm, giờ sinh nói lên tính cách, khả năng, tài năng, sức khỏe, tiền bạc, lòng bao dung của một lá số được gọi là mệnh. Mệnh là bất biến, không thay đổi. Một lá số đẹp là thiên can và địa chi phối với nhau hài hòa, tương hợp, tương sinh. Tuy nhiên, lá số đẹp sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa nếu gặp đại vận xấu. Mỗi thuật số có cách tính về đại vận khác nhau. Phần trên giải thích về mệnh, phần này nói về vận. Mệnh là hạt giống thì vẫn là môi trường. Nếu hạt giống gặp môi trường phù hợp là điều tuyệt vời. Vì thế, vận thường xuyên biến hóa, có tốt và xấu. Ví dụ, lá số một người sinh tháng 5, 6, 7 dương lịch kỷ hỏa, 10 hoặc 20 năm đầu đời hành đại vận có tỵ ngọ mùi do hỏa quản là điều biến động, nhưng vẫn không đáng ngại như đại vận kỵ, đại vận xấu rơi vào từ 3 đến 50 tuổi. Vì sao? Vì đây là giai đoạn con người sung sức nhất. Trong giai đoạn trung niên gặp vận xấu là điều chẳng tốt lành. Mệnh là bất biến, vận thì thường xuyên biến hóa. Ví dụ bát tự quan công thời xưa là người thiếu kim, thời xưa chiến tranh cầm đao gương là kim, đây là lá số hợp thời. Tôi lấy một ví dụ khác có lá số có đại vận đẹp. Hồi tháng 7 tôi có luận đoán rằng cuối năm là thời điểm bất lợi của ông Trump. Ông này sinh ngày kỷ mùi thuộc thổ, năm bính tuất thuộc thổ hỏa, tháng giáp ngọ, tháng ngọ là người có hỏa vượng, bát tự lại có tuất và mùi, tuất với ngọ hợp hỏa, ngọ với mùi cũng hợp hỏa, tính khí như lửa. Dụng thần của ông là kim thủy. Thông thường, một lá số đẹp về tài lộc hành vận tốt nhiều nhất là trong 30 năm. Lá số ông Trâm từ 16 đến 41 tuổi hành vận thân dậu tuất là hợp kim. 25 năm này đều có kim,
từ 42 cho đến 71 tuổi hành vận hợi Tý Sửu, 30 năm này đều có thủy. Thêm 5 năm sau đến 77 tuổi cũng là thủy, tổng cộng 60 năm hành vận đều có dụng thần. Ngoài xét dụng thần còn xem sự xung khắc phá hại hình của đại vận, tiểu vận với lá số như thế nào. Năm 2020 và 2021 là năm Tý và Sửu, ông ta đang ở đại vận Sửu. Hai chữ này xung và hại trong lá số. Xung hại phá hình thường có nhiều biến động. Thời điểm cuối năm Tý hoặc là tháng 11 rơi vào tháng Tuất không phải là điềm lành với ông ta vì phạm phục ngâm. Con người là chốn phiền não tự tìm đến, luôn tò mò về tương lai của mình, luôn muốn biết vận trình của mình để tự ôm phiền não. Tôi không khuyến khích gia chủ xem mệnh, nếu nhận xem cũng nêu rất rõ ý nghĩa, chỉ nêu một phần về đại vận, mục đích chỉ ra dụng thần, các lựa chọn có lợi cho bản thân. Khi xem mệnh, tôi luôn kèm theo tâm ý giúp cho gia chủ có được một tâm thân an lạc. Mệnh không thay đổi được, vậy làm sao có vận tốt? Vận trình con người là một quá trình, không thể xoay chuyển càng không tức thời được. Tức cần thời gian, tích vận mới hành vận. Để có được vận tốt, các bạn cần xem lại. Đầu tiên là phong thủy ngôi nhà đang sống. Thứ hai là vận dụng mệnh khuyết để lựa chọn đồ vật, trang sức, người bên cạnh. Thứ ba là tâm thái luôn tích cực. Thứ tư là gieo và trồng, tức những việc trước đây bản thân làm ảnh hưởng đến hiện tại. Phàm con người tin vào số mệnh, tin vào tâm linh cũng nên tin vào nhân quả. Hôm nay ta gieo hạt tốt lành, mai sau ta nhận được quả thiện. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.